điện thoại di động, chúng ta vui lòng tắt điện thoại di động hoặc là chuyển sang chế độ rung. Đặc biệt là chúng ta hạn chế đi lại trong khán phòng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Bây giờ xin mời quý vị lấy cái điện thoại ra và chúng ta sẽ tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung. Xin mời quý vị. Và nếu như quý vị nào không biết tắt, cô bác nào mà không biết tắt điện thoại thì cô bác có thể giơ cái điện thoại lên thì gọi nhân viên họ để họ hỗ trợ chúng ta. Vâng, mọi người. Xin mời các anh chị cấp quản lý, các anh chị tư vấn viên, các bạn thư ký, các bạn nhân viên, chúng ta nhanh chóng mời các khách hàng vào trong hội trường ổn định chỗ ngồi để chương trình chúng ta sẽ bắt đầu 6 giây lát nữa. Và kính thưa quý vị, như tôi đã chia sẻ, trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi mang đến một cái phần rất là ý nghĩa cho mỗi người chúng ta nhằm duy trì một cuộc sống khỏe, có được cái sức khỏe. Thông qua cái việc phần chia sẻ về cái bệnh hiểm nghèo, nguyên nhân cái việc mà phòng tránh hay là cái điều trị trong cái quá trình đó như thế nào để giúp cho chúng ta tránh hạn chế thấp nhất các cái rủi ro có liên quan do cái bệnh hiểm nghèo xảy ra. Cho nên để chương trình được thành công tốt đẹp, xin mời các anh chị có điện thoại di động, chúng ta vui lòng tắt điện thoại di động hoặc là chuyển sang chế độ rung, đặc biệt là hạn chế đi lại trong khán phòng diễn ra trong chương trình diễn đàn. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, về phần cuối chương trình, ban tổ chức chúng tôi sẽ có tặng các cái phần quà dành cho khách hàng vẫn còn hiện diện trong khán phòng. Vậy cho nên quý vị lưu ý chúng ta giữ các cái phiếu nhận quà và kết thúc theo cái sự điều phối của ban tổ chức. Chúng ta sẽ từng khu vực một, từng nhóm một chúng ta sẽ di chuyển và sẽ có bộ phận hỗ trợ để phát quà đến cho tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, khán phòng của chúng ta hơn 1.000 người, cho nên nếu như không có cái sự phối hợp lẫn nhau thì nó sẽ trở nên hỗn loạn và cái việc trao quà nó không thể lắng đọng đến cho mỗi một quý vị. Và chúng tôi rất muốn làm cái điều gì đó trân trọng đến mỗi một quý vị đã dành thời gian hiện diện ở tại đây. Cho nên quý vị vui lòng theo cái sự hướng dẫn của ban tổ chức, và khi chương trình tặng quà bắt đầu diễn ra thì lúc đó ban tổ chức chúng tôi sẽ hướng dẫn từng hàng một, từng khu vực một lên trên này và quý vị gửi lại cái phiếu nhận quà và sẽ nhận quà, sau đó di chuyển ngược ra sân khán phòng. Và ở đây có hơn 1.000 người, cho nên nếu như tất cả 1.000 người mà cùng đứng lên thì cái bối cảnh của cái khán phòng này nó trở nên rất là hỗn loạn và chúng tôi cũng để phục vụ được tất cả quý vị một cách chú đáo như chúng tôi mong muốn. Và chúng tôi rất là muốn trân trọng những cái điều gì quý vị đang hiện diện tại đây. Cho nên thưa quý vị, rất mong quý vị phối hợp với ban tổ chức, chúng tôi sẽ hướng dẫn từng hàng, từng khu vực một, sẽ chúng ta sẽ lên hai bên cánh này để đặt trước sân khấu để chúng ta nhận quà và sau đó quý vị chúng di chuyển ra và từng lần lượt từng hàng một như vậy để đảm bảo cái bối cảnh.